chơi. Không, chị chơi mà. Thôi để em chơi nữa. Không, nhường cho em chơi đi con. Chị giật mất tiêu rồi. Không có đâu. Thôi được rồi, được rồi. Vậy thì đâu có công bằng. Sao cháu có thể đá banh bằng trái banh tennis được? Đừng đánh nhau mà, ai muốn ăn sô-cô-la nè. Con. Hello, Lao Lin. Vâng, tôi muốn lắm. Cảm ơn nha. Tôi phải chờ cho Jun Hong về nhà rồi xem nó có chở tôi đến đó được không. Bà ơi, cho con tí nữa được không? Ồ, tôi phải đi. Tôi sẽ hỏi tụi nó. Tạm biệt Lao Lin. Làm ơn bà. Bà ơi. Ừ, thôi được rồi. Zoom cúp máy nha. Được rồi. Hai tụi con, mình có sô-cô-la rồi. Hai đứa chắc đói bụng hả? Hôm nay mẹ diện vậy? Hôm nay bận lắm hả? Ba về rồi. Mẹ anh mặc đẹp quá vậy. Hôm nay bận rộn hả? Ồ, bận lắm. Lao Lin gọi cho mẹ sáng nay và thắc mắc sao lâu nay mẹ không đến câu lạc bộ người cao niên. Tối nay có tiệc sinh nhật của bà ấy, con đưa mẹ đến đó được không? Con mệt lắm mẹ ơi. Anh ấy mới nói là hôm nay anh ấy bận rộn rồi. Mẹ cũng mệt nữa, các con biết chứ. Mỗi ngày tụi con làm việc như điên để trả tất cả các hóa đơn, chở mẹ đi khắp nơi. Mẹ có biết là mẹ đòi hỏi quá mức không? Hai đứa ra ngoài chơi đi. Mẹ cũng không đi lâu quá rồi vì phải chăm sóc các con của con và làm tất cả công việc nhà. Mẹ chỉ muốn có chút ít thời gian với bạn bè thôi. Tụi con chỉ yêu cầu mẹ một điều, chỉ một điều thôi. Chỉ trông chừng mấy đứa nhỏ và nhà cửa và mẹ vẫn than thở. Nếu mẹ thấy tất cả nhà này làm mẹ mệt quá vậy thì mẹ dọn ra đi. Như vậy mẹ không phải làm công chuyện nhà nữa. Và mẹ nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Mẹ có thể kiếm ai đó chăm sóc khi mẹ đau ốm luôn. Hai người im lặng giùm chút đi. Đây là lần cuối cùng con yêu cầu rồi đó. Mấy đứa ăn tối nè. Bây giờ mình ăn được chưa vậy? Ngon quá bà ơi.